quay trở lại với phòng channel. Và hôm nay thì mình sẽ review một cái sản phẩm mới, đó là máy khí nén của Outstanding. Thì trên thị trường này các bạn biết là nó có rất là nhiều các loại máy khí nén. Tuy nhiên thì để chọn cho mình một cái máy khí nén thì các bạn cần phải biết được nhu cầu của mình sử dụng là gì. Ví dụ như là các bạn là thợ kim hoàn, chỉ lâu lâu xịt xịt thôi, còn ở thành phố chẳng hạn thì cần giảm tiếng ồn, thì đây chính là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các cái thợ kim hoàn. Tức là chức năng thổi bụi rất là nhiều. Và cái này thì các bạn cũng có thể sơn được, tuy nhiên thì nó sẽ không có chuyên nghiệp như các cái loại bình khí nén lớn. Nó không có dùng piston thủy lực và bản nhiệt bằng dầu như các loại khác. Thì cái dòng này nó tản nhiệt bằng cụm tản nhiệt khí, hai cái tản nhiệt khí ở đây. Nên về vấn đề là các bạn sử dụng lâu dài thì nó sẽ thua so với các cái dòng khác. Tuy nhiên cái ưu điểm của nó là gì? Nó giảm được tiếng ồn. Và nếu nhu cầu của bạn sử dụng ít và chỉ có thổ xịt thôi, thì đây chính là một cái sự lựa chọn mà mình khuyên các bạn nên chọn. Công suất sẽ là 550W và dòng sẽ là bao nhiêu? Thông số ở đây sẽ là 2.8 này. Thế là cái mặt trước của nó thì các bạn sẽ có một cái máy lốc nén này, một đồng hồ đo áp, một relay trực tiếp, ba cổng, một cổng ra. Thì cái đầu này các bạn có thể là dùng cái đầu chia đa khớp để chia ra. Ở đây sẽ là một cái cục tụ cho máy nén. Phía dưới sẽ là bình hơi và đây sẽ là van xả đáy. Mình sẽ xoay cái mặt này lại. Đây, đầu tiên thì mình sẽ đóng khí lại, ấn cái ống này vào và mình sẽ rút ra. Ở đây nó dùng cái giắc nối nhanh các bạn nhé, giắc nối nhanh dạng dạng thường hơi thôi, chứ không có dùng cái giắc nối nhanh trượt. Rồi đây là mặt thứ hai của nó. Cái này sẽ gồm có một cái tay cầm để cho các bạn có thể cầm và di chuyển đi. Cái này sẽ là cái solenoid, van điện từ một cổng. Đây là van một chiều này. Thì cái nguyên tắc hoạt động của nó sẽ như sau. Từ máy nén sẽ được nén qua piston và qua cái ống này, rồi qua cái van một chiều để vào bình nén, bình áp, bình chứa khí. Thì ở đây là cái van một chiều nhé. Cái van một chiều là chỉ có chức năng là các bạn đi vô thôi, khí đi vô thôi. Khi mà các bạn tắt máy thì cái van một chiều sẽ tự đóng và chống cái hiện tượng là trả khí ngược trở lại để nó hư cái piston này. Từ cái bình này thì nó sẽ có một cái đầu dẫn khí ra cái solenoid qua cái van một chiều này. Đây, thì từ đây nó sẽ dẫn ra cái relay và đây sẽ là van an toàn. Và an toàn là gì? Và an toàn, ví dụ là cái bình này các bạn hẹn là 8 kg thì đúng 8 kg, vượt quá 8 kg bên trong trường hợp là cái relay này nó hư thì nó sẽ tự xả khí ra. Đây, đây. Và đồng thời nó cũng là cái van xả khí nhanh. Nếu các bạn muốn xả khí ra khỏi bình hết thì các bạn sẽ kéo cái này ra. Đó. Nó sẽ tự động xả khí. Thấy không? Ở một cái chế độ nào đó sẽ tự động đóng van lại. Còn đây sẽ là cái relay thì sẽ có chức năng là tự ngắt khi khí đầy và tự bơm lại khi khí tắt. Ở trong này sẽ có một con ốc để hiệu chỉnh cho cái vấn đề này, mình sẽ nói kỹ hơn ở trong cái clip phía sau. Đây sẽ là van cấp ra này. Mình sẽ xả hết khí. Bây giờ mình sẽ thực hiện là xả hết khí, sau đó sẽ bơm lại xem coi nó nén đó. Có lưu ý cái van điện từ này, nó giống như cái van một chiều vậy. Tức là khi có điện thì nó sẽ mở, hết điện thì nó sẽ ngắt. Và ở đây nó sẽ có cái đèn nguồn ở đây này, màu đỏ này. Dùng kỹ hơn cho các bạn thấy cái phần van điện từ này. Đây, van điện từ. Ở đây thì các bạn đang thấy là cái đồng hồ áp nó sẽ hiển thị ở số là 6, đang là 6 kg các bạn nhé, 6 kg.
Như vậy mình sẽ thực hiện là xả hết khí ra. Thấy là đồng hồ đang xuống này. Rồi, hiện tại mình sẽ xả áp nó về không và rồi mình sẽ test xem coi nó sẽ nén đầy áp trong vòng bao nhiêu lâu nhé. Sorry. Còn nghe cái âm thật của nó này rất là êm. Êm hơn rất là nhiều so với các dòng máy khí nén thông thường. 16 giây. Cái trong 20 giây 4 kg đi. 4 kg. Đây các bạn sẽ để ý cái đồng hồ áp của nó. Máy thì nó cũng không có nóng lắm, mở là hơi hơi thôi. Nếu mà dùng lâu thì nó khá là nóng, bởi vì đây là tản nhiệt khí. Càng áp càng lên cao thì nó đang sẽ càng chậm. Hiện tại đang là 7 kg và 1 phút 5 giây. Như vậy là hầu hết các cái bình khí nén người ta đều mặc định là 8 kg là cái áp chuẩn để cho các bạn có thể là xịt sơn từ 6 đến 8 kg là xịt sơn. Còn đó, mình sẽ dừng lại. Nó rơi vào khoảng 1 phút gần 1 phút rưỡi cho 8 kg. Như vậy là cái công suất của nó cũng khá ok chứ không phải là đến quá chậm so với cái lốc này. Như vậy là mình vừa hoàn thành cái bài review của máy khí nén Outstanding.